Mình chào quý vị anh chị em. Hôm nay Đoàn Quý Lâm đi thăm một gia đình anh em ở một cái núi thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta thấy ở trước mặt có một hòn đá cao chất ngất ở trên đỉnh núi và bầu trời hôm nay khá là trong xanh, khí hậu cũng tương đối mát lành. Tối qua thì mình nghỉ lại ở cái nhà của vợ chồng anh bạn này, một cái trường hợp bỏ phố về rừng tương đối là khác biệt so với trong nhiều trường hợp mà mình đã gặp. Sở dĩ mà nó khác là do ở đây họ không phải là bỏ hẳn phố mà vẫn giữ cái công việc ở dưới thành phố và tối thì về nhà, về núi ở. Mình rất là thích ở chỗ này, thì cái vị trí nó xa nhưng mà vẫn nhìn thấy thành phố, nó đủ yên tĩnh nhưng mà vẫn nhìn thấy một cái thành phố biển xinh đẹp. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây, ở đây là thành phố Vũng Tàu đây, đó, thành phố Vũng Tàu ở xa xa kia trông rất là xinh xắn. Đất núi nhưng mà trồng cây cối thấy cũng xanh tốt lắm. Chúng ta có thể thấy cái dàn mướp này cũng khá là tốt tươi và nhiều đọt, nhiều quả, nhiều hoa. Hoa mướp này rất là thơm, nên là nó cũng dụ được nhiều cái ong bướm tới để hút nhụy. Mình được biết thì cái núi này rộng khoảng mấy chục hecta. Cái khu vườn của anh bà này rộng khoảng mấy chục hecta. Cái địa chất nói chung ở các cái vùng núi gần biển thì nó có nhiều đá. Đây thì hôm nay hai vợ chồng anh chủ của vườn đang còn xuống núi để học một lớp về sinh thái vườn rừng. Và chắc họ cũng không cần phải làm gì nhiều bởi vì đây bản thân là vườn rừng rồi. Đây chúng ta thấy đá với cây cối tự nhiên. Cái thảm thực vật này là thảm thực vật của đặc trưng của miền núi, vùng núi ven biển. Chỉ cần trồng thêm sen vào cây ăn quả hay rau củ quả vào thì nó trở thành vườn rừng sinh thái. Ừ.
Như trên này thì chúng ta sẽ có một cái cốc để ngồi thiền. Vì ở đây là cũng những người doanh nhân nhưng mà cũng tu thiền. Và có trong này cũng có vị sư đang tu ở đây, một vị sư rất là trí tuệ và vui vẻ. Dưới chân núi này thì cũng có chùa và có làng mạc dân cư sinh sống. Một khu vườn khá đẹp, vùng núi rất là thú vị vì lần đầu tiên mình cũng đến cái vùng núi mà ven biển thế như thế này. Thường tới thành phố biển thì ở dưới biển thôi chứ không lên núi, nhưng mà ở núi cũng thú vị. Mình thích những cái tảng đá tự nhiên, để tự nhiên như vậy và có cây chen dưới đá. Xa xa kia chúng ta thấy biển nó đẹp không? Rất là tuyệt vời, biển xanh. Như thế này thì chắc là sẽ nhiều người cũng mong muốn về núi. Bỏ phố lên rừng như thế này thì cũng thật là hấp dẫn. Đây là đặc trưng của phố biển, núi biển mà những cái vùng núi như Đà Lạt thì khó khó có được. Vâng, như vậy là Lâm vừa giới thiệu đến quý anh chị em một cái địa chỉ, một cái trường hợp bỏ phố về rừng mới, bỏ phố một nửa thôi, vẫn hoạt động ở phố và công việc ở phố, sinh sống ở rừng. Cái trường hợp này chỉ thích hợp với những trường hợp mà cách cự ly khoảng độ 30 km đổ lại và có xe hơi để đi lại. Cái bỏ phố về rừng thì nó có muôn màu muôn vẻ và mọi người nếu có hứng thú với cái đề tài này, bỏ phố về rừng rồi có thể thêm yoga, thiền định và triết lý sống đơn giản, và trong đơn giản đó có cả cái sự ăn đơn giản nữa là ăn chay hoặc ăn thực dưỡng. Thì cái cộng đồng này theo Đoàn Quý Lâm được biết và cũng được quen biết hân hạnh các
hân hạnh quen biết các anh chị thì rất là đông. Cái điều này rất là an ủi và cổ động cho tụi mình tiếp tục thêm cái cuộc sống đơn giản, cuộc sống nhẹ nhàng, cuộc sống ý nghĩa và mang tinh thần phụng sự, cống hiến. Tiếp tới đây mình có thể giới thiệu thêm nhiều cái địa chỉ, nhiều cái trường hợp mà bỏ phố về rừng để có thể tạo thêm cái niềm cảm hứng, chia sẻ giá trị sống đến quý vị anh chị em. Và nếu quý vị anh chị em quan tâm, có thể bấm nút đăng ký và theo dõi video tiếp theo mà đoàn Quý Lâm tiếp tục trên cái quãng đường đi trải nghiệm của gia đình Lâm. Và Lâm cũng có kế hoạch sẽ làm một cái tour, gọi là tour tham tham quan thăm lại, đi thăm các cái gia đình bỏ phố về rừng ở khắp mọi miền toàn quốc. Bởi vì trên xe mình cũng có một cái lều ở trên nóc xe và mình có thể tới đâu cũng ở được, tới đâu cũng có thể cắm cắm lều và dở lều ra và ngủ và sinh hoạt được, cho nên là mình có thể đi được nhiều nơi trên toàn quốc. Bây giờ thời gian cũng thoải mái, điều kiện sống cũng thoải mái nên là có thể làm được điều này. Anh chị em hứng thú có thể theo dõi nhé. Mình sẽ tiếp tục. Ok, xin chào tạm biệt.